Để vợ chồng hết gây gổ tranh cãi thì có một sự thật đau lòng bạn cần biết. Đây là một podcast nằm trong chuỗi podcast Vì một hôn nhân hạnh phúc trên kênh Lina. Danh sách phát này bao gồm những bài chuyên về những vấn đề chung về điều chỉnh nhận thức, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao kỹ thuật giao tiếp và cách hành xử để đem đến cho các cặp đôi những kiến thức hôn nhân giúp cho hành trình bên nhau của họ được hòa hợp hạnh phúc hơn. Hôm trước, cũng ở trong danh sách phát Vì một hôn nhân hạnh phúc này, tôi đã có đăng một podcast với chủ đề Nhịn và nhường liệu có là cách đúng để giữ gìn hôn nhân. Bài đó đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn độc giả bởi đã có những phân tích rất xác đáng về một bộ mẫu tương tác sai, nhịn và nhường mà nhiều người đang mắc phải trong hôn nhân của mình, vốn là nguồn cơn gây nên các khủng hoảng hôn nhân càng lúc càng nặng hơn ở sau này. Các bạn nào chưa nghe bài đó thì nên nghe nhé. Còn ở bài trong ngày hôm nay thì tôi sẽ đề cập đến một bộ mẫu tương tác khác có phần mang tính chất đối nghịch với cái bộ mẫu nhịn và nhường ở bài trước ha. Thì đây là một bộ mẫu tương tác mà cũng rất nhiều cặp đôi đang gặp phải và cảm thấy là bế tắc, không biết giải quyết ra sao. Đó là chuyện vợ chồng có mâu thuẫn và thường xuyên tranh cãi. Để nói về lý do tại sao vợ chồng thường xuyên tranh cãi bất đồng và tại sao cái tình trạng tranh cãi bất đồng lại gây ra nhiều tác hại làm cho cái việc suy giảm cảm xúc của mỗi bên trong hôn nhân và sẽ gây ra những điều gì á, thì những điểm này tôi đã từng phân tích rất rõ trong weblog tìm hiểu các hiện tượng khủng hoảng hôn nhân và cách xử lý. Weblog này có trong cái danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ha. Các bạn nào mà cứ gặp tình cảnh vợ chồng tranh cãi các kiểu thì nhớ xem weblog đó trước để hiểu nha. Phần đó có nhiều ý và khá dài nên tôi sẽ không nói lại trong nội dung của podcast này nữa. Mà ở đây tôi chỉ muốn tập trung phần phân tích của mình vô một cái tình trạng mà nhiều bạn rất thắc mắc. Đó là khi các bạn thấy rằng cái chuyện tranh cãi như thế là không tốt và các bạn cũng đã rất thiện chí để xử vấn đề. Các bạn cũng đã sửa chữa lắm để mong là cái mâu thuẫn kiểu vậy nó sẽ không lặp lại nữa. Thế nhưng chuyện tranh cãi giữa hai bên lại không thể dừng lại được, cả hai lại tiếp tục gây nhau ha. Như bạn chồng đến tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc mà kể chuyện về cái lý do khủng hoảng hôn nhân của mình thì cứ hay thắc mắc là vợ chửi em chuyện đó thì em đã cố gắng sửa chuyện đó rồi, nhưng bữa sau bả lại kiếm chuyện bả gây tiếp với em là sao ha, em thì không biết bả muốn gì luôn ha. Hay ngay cả chính các cô vợ cũng không hiểu mình luôn, rõ ràng là thấy chồng cũng đã loay hoay cố gắng sửa chữa cái điều mà bữa trước mình đã lôi ra tranh cãi và mình chửi nhau với ổng đó. Nhưng sao bản thân mình lại vẫn không cảm thấy hài lòng và lại thấy phát sinh ra thêm cái điểm khó chịu khác để gây tiếp. Rõ ràng cả hai đâu có muốn tranh cãi mà cả hai cũng có thiện chí sửa chữa mà. Nhưng điều gì nó cứ dẫn dắt mọi chuyện đi xa như vậy. Khi mà một bên thì cứ có đem chuyện gây ra, cứ đem chuyện ra gây để muốn sửa chữa vấn đề thì bên kia cũng cố gắng hợp tác rồi. Đáng lý ra mọi chuyện nó phải tốt lên chứ. Thế nhưng sao cái vấn đề nó vẫn cứ tồn tại rồi cả hai lại cứ gây tiếp vô chuyện cũ hay lại gây lây lan từ chuyện này qua chuyện khác nữa? Lý do việc này là gì? Thì đây chính là nội dung quan trọng mà tôi sẽ tiết lộ cho các bạn biết trong phần phân tích của podcast này. Nếu hai bạn vốn đang có những cái mâu thuẫn tranh cãi kiểu không hồi kết như tôi đã nói và đang cảm thấy bối rối không biết làm gì với những khủng hoảng hôn nhân của mình thì hãy lắng nghe cho trọn podcast này nha. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một sự thật đau lòng về cái hiện tượng mà bạn đang phải đối mặt hiện giờ đó và cách để bạn có thể giải quyết tốt nhất để đưa cái tình trạng vợ chồng đang mâu thuẫn tranh cãi của mình đến một cái kết quả hôn nhân tốt đẹp hơn. À mà trước khi đi vào phần nội dung chính của podcast thì vẫn theo thủ tục thì nên chào hỏi nhau một chút để bạn nào mới đến kênh còn biết tôi là ai và tại sao lại nghe những lời này từ tôi. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc thì chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường đăng tải các bài phân tích miễn phí của mình về các chủ đề hôn nhân gia đình tại kênh Lina này. Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi thêm về chuyện hôn nhân thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi. Thì bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được cập nhật mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhé.
Còn nếu bạn nào muốn được tặng sách hay muốn nhận các tư vấn hỗ trợ miễn phí từ tôi thì có thể tham gia nhóm giúp nhau hạnh phúc tại fanpage Hồi sinh hạnh phúc ha. Link của nhóm và fanpage tôi có để bên dưới phải của podcast nhé. Rồi chào nhau vậy đủ rồi ha. Ta quay trở lại với nội dung của podcast ngày hôm nay. Một sự thật đau lòng mà tôi muốn nói với các bạn về chuyện tại sao các bạn cứ liên tục gây gổ tranh cãi không bao giờ hết và tại sao các bạn cũng đã cố gắng sửa chữa nhưng vẫn không giải quyết được các mâu thuẫn giữa các bên. Đó là chính vì, thứ nhất là nhiều khi những chuyện mà các bạn đang cãi nhau lại không phải là chuyện bạn đang muốn tranh cãi. Và điểm thứ hai đó là cái mà bạn hay người kia đã cố sửa, nó đã không phải là sửa đúng cái nguồn cơn gốc của vấn đề. Đây, tôi kể cho bạn nghe một tình huống điển hình mà các cặp vợ chồng dễ phát sinh mâu thuẫn với nhau ha. Tôi lấy một ví dụ trong cái chuyện khá phổ biến này ha, đó là chuyện mê chồng mê nhậu và vợ càm ràm cấm cản cái chuyện nhậu nhẹt ha. Chuyện này phổ biến không? Quá phổ biến luôn. Nhiều ông nhậu tuần 5 bữa, 3 bữa, 7 bữa vậy đó ha. Các ông thì bạn gọi là đi ha. Vợ làm mình, làm mãi, nói nặng, nói nhẹ, nói ngọt các kiểu nhưng không xi nhê. Đi rồi vẫn đi thôi. Các ông thì bị vợ càm ràm cấm cản thì còn cùng lên gây sự, gây chuyện cho rằng là vợ không tâm lý. Rồi không khí gia đình khó chịu như vậy thì làm về làm gì thì lại càng đi nữa. Nhưng cũng có ông khi nghe vợ than vãn xong thì cũng ráng nhịn bớt không đi nữa. Nhưng sao vợ chửi thì vẫn chửi à ha. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy là để tôi thử phân tích cho bạn biết là cái chuyện, cái ý mà tôi vừa nói đó, về cái chuyện rằng là chuyện mà các bạn đang cãi nhau có khi không phải là cái chuyện bạn đang muốn tranh cãi ha. Thì cũng là cái chuyện chồng vợ chửi chồng về cái chuyện ăn nhậu hoài ha, và cũng là chuyện vợ cấm cản chồng đi nhậu ha. Thì ẩn đằng sau đó nó có một loạt các nguồn cơn tâm lý khác nhau của các bà vợ khác nhau. Tôi diễn giải thử ha. Bà thứ nhất, bà bực cái chuyện nhậu là bởi vì bà điên máu là do chồng không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, không lo tính toán chuyện làm ăn gì hết. Bà thấy chồng tục hậu, chồng thua kém bạn bè ha, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha. Đó là cái ý trong đầu bà đó. Rồi bà thứ hai, trời ơi, tiền đông gạo mua sữa cho con đang thiếu mà sao ông cứ lấy tiền nhà ông đổ vô nhậu nọ nhậu kia hoài vậy ha. Rồi bà thứ ba, đưa tiền cho vợ thì đếm từng đồng một, vợ chi tiêu gì thì cũng xăm soi tính từng xu, nhưng mà sao vung tiền ra bao bạn đi nhậu thì giỏi vậy, cái đồ ích kỷ, sĩ diện hảo, chỉ biết sướng cho thân mình thôi ha. Rồi bà thứ tư thì cái nỗi lo lúc này nó khác lắm ha. Bà lúc này là không lo chuyện tiền bạc nữa mà lo là rồi ổng nhậu xỉn say kiểu đó, rồi ổng chạy xe nguy hiểm nửa đêm nửa hôm mới lết về nhà rồi tai nạn thì sao ha. Có nghĩa là bà đang lo cho sức khỏe cho chồng đúng không. Rồi bà thứ sáu cũng là lo nhưng nỗi lo này nó khác nè. Nhậu cho cố vô rồi mắc bệnh gan như ông già ông á, lúc đó là kêu tôi hầu hạ ông hả. Cái này cũng là lo chuyện sức khỏe đây, nhưng mà nỗi lo này là lo cho chính bà chứ không phải là lo cho ông chồng. Rồi bà thứ sáu tức cái gì? Tức cái chuyện nhậu không phải là bởi vì chuyện nhậu mà bởi vì gì đây sao? Tôi đây gồng lưng ra lo chuyện nhà, lo chăm con học, lo đủ thứ chuyện trên đời hết, còn ông thì rảnh rang đi nhậu hết buổi như vậy. Vứt hết mọi lo toan lên đầu tôi có chồng mà tôi như không vậy đó ha. Rồi bà thứ bảy thì lo cái gì? Lúc này cứ ăn nhậu vô rồi rủ nhau trai gái mấy chỗ vài em úp tay vịn nọ kia mấy trò dơ bẩn nên ông ham hố chứ gì ha. Rồi bà thứ tám thì chửi cái gì? Đám bạn nhậu của ông á, toàn là lũ thất bại không mà chém gió không à. Cái đám đó thì hết mấy thằng cha có bồ có bịch nuôi gái bên ngoài rồi, ông đi chơi với đám đó rồi ông học hồi lòi ba cái chuyện tào lao bậy bạ đó đúng không. Rồi bà thứ 9 là bạn gọi ông một cái là ông bỏ hết bỏ vợ bỏ con qua một bên, ông không coi vợ con là cái gì hết, tất cả không bằng bạn bằng bè của ông chứ gì, không tất cả không quan trọng bằng mấy độ nhậu của ông chớ gì ha. Rồi bà thứ 10, vợ chồng người ta đi đâu cũng có nhau, còn tôi đây một tuần không thấy mặt chồng được mấy ngày, đi đâu đi tới đi lui gì cũng lủi thủi một mình hết ha. Bà thứ 11 ấm ức cái gì? Ông nhậu nhẹt cho cố vô, ông nhậu xong ông về nằm một đống, ông lăn ra ngủ, ông không có làm ăn được cái gì hết ha. Đó, cũng là chuyện đi nhậu và cấm chồng đi nhậu sơ sơ vậy ha. Mà nó có hẳn 11 cái nguyên nhân ẩn đằng sau khác nhau. Nhưng bà vợ và ông chồng nào có hiểu đâu. Vợ chỉ thấy chồng đi nhậu là nhắm vô chuyện đi nhậu để chửi, rồi cấm cản vô cái chuyện đi nhậu thôi. Cả bà vợ và ông chồng đều nghĩ rằng là nếu ông không đi nhậu nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng thật ra chuyện có được giải quyết không? Hãy thử nghe tiếp ha.
Rồi giả sử ông chồng nghe vợ than vãn chuyện nhậu nhẹt của mình như vậy thì cũng thôi, thôi mình không nhậu nữa, mình nghe lời vợ mình sửa thôi. Thế là ông cũng cắt bớt đi nhậu để vợ khỏi rền. Nhưng mà thử hình dung nè, ông chồng thứ nhất á, ok, không đi nhậu nữa, nhưng ở nhà buồn quá, kiếm gì khác chơi chứ, chơi game online thôi, không nhậu trực tiếp thì vô bingo, hát live rồi kiếm bạn bè ở đó ha. Thì vẫn là chuyện bê tha ham chơi, và cái nguồn cơn mà bà vợ ấm ức về ông á, nó có hết được không? Không, sẽ chửi tiếp à, bởi vì bà tức là tức cái vụ ông ham chơi, ông tục hậu, ông không có chí tiến thủ. Rồi, ông chồng thứ hai không đi nhậu nữa đó, nhưng lương đi làm thì vẫn ba cọc ba đồng như cũ, gia cảnh vẫn nghèo hèn, thiếu trước hụt sau. Rồi ông không đi nhậu thì ông nằm ở nhà, ông lăn ra ông ngủ ha, trong đó tiền mua gạo tiền sữa vẫn hụt lên hụt xuống. Có không đi nhậu nữa thì vợ vẫn đá thúng đụng ni như thường. Của bà ở đây là chuyện buồn phiền về cảnh túng thiếu đói nghèo và nỗi bất an về tài. Rồi ông chồng thứ ba ha, đâu có đi nhậu nữa đâu, nghe lời vợ không đi nhậu nữa, nhưng mà cái vụ đưa tiền cho vợ vẫn keo kiệt đếm từ đồng ha, mà vẫn vung tiền cho nhà bên phía nhà mình hay là bạn buôn ha. Thì cái chuyện ổng không đi nhậu, ổng ngồi một đống thù lù ở nhà cũng đâu có làm cho bà vợ vui lên được tí nào đâu. Bởi vì cơ bản là bà không phải bực cái chuyện đi nhậu, mà bà tức cái vụ không minh bạch tài chính hay là chuyện rộng tay với thiên hạ mà keo kiệt tính toán với vợ. Rồi ông chồng thứ tư, ông chồng thứ năm thì không đi nhậu bên ngoài nữa để khỏi say xỉn ngoài đường, đúng không? Thì thôi, thôi không bỏ không nhậu nữa đi cũng được. Nhưng các tật xấu ảnh hưởng sức khỏe như là hút thuốc lá hay là hút bóng cười hay ăn đồ fast food hay lười thể thao vân vân may may gì đó, có nghĩa là những cái chuyện về sức khỏe của ổng á, ổng không tự chăm lo được. Kiểu này á, tôi phải gánh cái chuyện chăm sóc ông chồng bệnh tật bệnh đau hay sao đó. Thì cái đó, cái nỗi lo của bà vẫn còn nằm trong lòng. Thì cái chuyện chửi thì vẫn sẽ chửi thôi, ông phải lo cho thân ông chớ, ông lớn rồi, ông nhiêu tuổi rồi, ông nhìn lại ông coi, ông làm gương cho con ông chớ. Vậy đó, nó tự nhiên nó lan từ cái chuyện ông phải làm gương cho con ông nữa, thế là nó gây qua thành chuyện khác rồi ha. Rồi cái chồng của bà thứ sáu ha, cái bà mà càm ràm là cái chuyện không phụ giúp việc nhà đó, thì ổng không đi nhậu nữa đâu, nhưng ổng ở nhà ổng cũng chẳng phụ giúp vợ biết nào hết, đi làm về là gác chân coi tivi hay là ôm điện thoại đội cơm. Có nghĩa là trong lòng ổng đã định ra là chuyện nhà là việc của phụ nữ, đàn ông chỉ có đi làm về đưa tiền cho vợ là đủ rồi. Vậy thì chuyện ổng không đi nhậu nữa có giúp bà vợ giải quyết được cái nỗi niềm ấm ức của bà không, hay bà sẽ gây tiếp chuyện khác? Thì lúc đó ổng sẽ có phải là điên lên không? Em muốn anh ở nhà thì anh ở nhà rồi, em vừa lòng chưa? Sao cái mặt ông lúc nào cũng khó đăm đăm, căm có, khó chịu dữ vậy ha? Vợ phụ nữ làm ba cái chuyện chăm con, làm việc nhà thôi mà làm thế ghê ha, có vậy cũng làm không xong. Thì có phải là nó sẽ khơi nguồn cho một cái chuyện gây sự ở một cái chủ đề khác rồi không? Rồi chồng của bà thứ bảy thứ tám đi ha, giả sử hai ông này không thể bỏ nhậu được, bởi vì đây là chuyện giao tiếp làm ăn của mấy ổng, với lại mấy ổng cũng đâu có hiểu là cái chuyện mà vợ cấm cản á, không phải là chuyện nhậu mà là cái chuyện bà ghen bóng ghen gió, bà lo cho ba cái chuyện trai gái gì đó. Thành thử ổng có thể sực lại là bạn bè làm ăn của anh em biết gì đâu mà em can thiệp ha, sếp anh bắt anh đi chứ anh có sung sướng gì đâu, em làm vậy là liệu em có cản trở công việc của anh không? Rõ ràng là giải pháp để sửa chữa chuyện này nó không phải là chuyện ông chồng không đi nhậu nữa, mà đó là sự nhận biết của chính người vợ và ông chồng đó về cái nguồn cơn gốc khác của cái sự cấm cản nhậu nhẹt này. Đó là chuyện đến từ nỗi bất an và sự ghen tuông của người vợ. Thì lúc đó không có đi nhậu mà ổng vẫn là đi giao tiếp với bên này bên kia ha, vẫn đối với hạt đảm bạn đó ha, vẫn phải làm việc này việc kia, bả vẫn ghen thì bả vẫn ghen, bả vẫn nghi rằng là trai gái thì bả vẫn nghi là chuyện trai gái thôi ha. Rồi cái bà thứ 9 nè, thì cái ấm ức của bà không là chuyện chồng không tôn trọng vợ, chồng không coi trọng vợ và gia đình. Thì ổng có không đi nhậu nữa, nhưng trong các chuyện khác, ổng vẫn đang áp dụng với cách hành xử kiểu thiếu tôn trọng vợ, thiếu đề cao vợ, không đặt vợ ưu tiên số 1. Thì bà vợ vẫn sẽ ấm ức buồn tủi và không hạnh phúc như thường. Rồi bà thứ 10, thì nỗi buồn của bà vợ này là sự thiếu quan tâm chia sẻ tâm tình giữa hai vợ chồng, thiếu thời gian dành riêng cho nhau, chứ không phải là chuyện nhậu hay không nhậu. Chồng không đi nhậu nữa mà ở nhà, nhưng mà ở nhà rồi ôm tivi, ôm điện thoại, vợ đụng vô thì hóc ra, vợ rủ đi đâu cũng không chịu đi, thì không đi nhậu cũng đâu có giải quyết được cái nỗi niềm mà của buồn phiền đâu. Rồi bà thứ 11, ok, không đi nhậu nữa đúng không? Nhưng nếu ở nhà mà vợ khèo khèo cũng không thèm nhúc nhích gì hết, không làm cho bà vui ở trong phòng ngủ gì hết, thì có khi bà nhìn cái mặt ông ngồi chầm dầm một đống ở nhà thì bà chỉ muốn xuất ra ngoài luôn, chứ đi nhậu hay không đi nhậu thì có ảnh hưởng gì ở đây đâu. Thì các cô vợ, 11 cái cô vợ ở trên đều nghĩ chuyện nhậu là nguyên nhân của các ấm ức bực bội mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Thì anh chồng cũng nghĩ là tại vì chuyện nhậu mà vợ chồng gây nhau. Rồi cô vợ bởi vì lý do nghĩ là chuyện nhậu là nguyên nhân thì cái cô vợ nhắm vô cái chuyện là tôi cấm ông đi nhậu. Nhưng thật ra như ở trên đã phân tích đó, chuyện hai vợ chồng gây nhau về việc nhậu có phải là vì việc nhậu hay không đâu. Nên ngay cả khi giải quyết xong cái chuyện nhậu nhẹt, anh chồng đồng ý không đi nhậu nữa, thì cái mâu thuẫn nó vẫn ở đó cơ mà. Nó chỉ diễn biến từ vụ bức xúc ở chuyện này, nó chuyển sang bức xúc ở một việc khác mà thôi. Trong muôn vàn các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân của các bạn á, các bạn đang mắc y chang cái lỗi như vậy. Có nghĩa là các bạn không hiểu mà cứ đi xử lý từng chuyện nhỏ. Cãi nhau xong hôm nay chuyện này có thể làm hòa, thì ngày mai lại cũng thấy một chuyện khác như vậy để cãi nhau tiếp. Cãi mãi không giải quyết được vấn đề thì sẽ từ từ tích tụ cảm xúc xấu về nhau và mất lòng tin dần dần vào cái việc là muốn chung sống dài lâu với nhau. Hôm trước trong bài podcast có đăng trên danh sách phát ly hôn hay nắm giữ, tôi có nói về ba nguyên nhân cơ bản người ta muốn ly hôn. Thì tôi có nói đến cái yếu tố là người ta muốn ly hôn bởi vì họ mất lòng tin khi họ cho rằng là trong hôn nhân không thể sửa được. Nó cũng là vì như thế này đó. Các ông chồng ở trên đi, ổng nghĩ là vợ chửi ổng về chuyện đi nhậu chứ gì, thì ổng cũng đã nhịn vợ rồi, ổng cũng đã dẹp cái chuyện vui bạn vui bè của ổng lại để ổng không đi nhậu theo ý vợ rồi. Nhưng mà tại sao vợ vẫn cứ gây sự tiếp là sao? Tại sao không khí trong nhà nó vẫn cứ u ám như vậy ha? Vậy có phải là vợ xấu tính không? Có phải vợ không tôn trọng vong, vợ không chấp nhận mình không? Vợ kiểm soát, vợ muốn cuộc sống của mình như là tù ngục thì bả mới vừa lòng không? Đó, thế là tức quá mà đúng không? Nhịn nhậu được mấy bữa mà thấy vợ vẫn cứ tiếp tục gây sự lan man tiếp chuyện này chuyện kia thì lại điên quá. Thế là các bà vợ lại vật vã than khóc, lại cứ tưởng là cái chuyện nhậu nhẹt hấp dẫn quá chồng mình không bỏ được, và đó là nguyên nhân cái tình trạng tồi tệ của vợ chồng mình. Rồi sao nữa? Là cho rằng là mình bất lực rồi, mình đã nói nặng nói nhẹ mà chồng vẫn không thay đổi ha. Thế là mất lòng tin, nản quá, hôn nhân này không sửa được, phải ly hôn thôi. Sai rồi. Các bạn mất lòng tin vô cái chuyện rằng là mâu thuẫn hôn nhân của mình không sửa được là do các bạn đã không hiểu nguồn gốc của các hiện tượng mà cả hai đang gặp phải là gì, và các bạn đã sửa không đúng cái gốc vấn đề đó mà thôi. Tôi ví dụ đơn cử khi cái 11 cái nguyên nhân ẩn đằng sau cái chuyện gây nhau và chuyện nhậu nhẹt mà tôi minh họa khi nãy á, nó là đại diện cho 5 cái nền tảng hôn nhân sai mà hôn nhân của các bạn đang có thể vận hành trên đó. Các bạn cứ hình dung hôn nhân của bạn như một ngôi nhà đi, thì năm cái nền tảng này nó giống như một cái móng nhà vậy đó ha. Một khi cái móng nhà mà đã không ổn ở mặt này mặt kia thì nhà nó sẽ nghiêng bên này sập bên kia, hay là nó dễ chao đảo nếu như mà gặp sự cố nào đó ha. Bạn muốn nhà không bị như vậy nữa thì bạn phải hiểu những cái hiện tượng trục trặc mà nhà mình đang có, nó là do cái nguyên nhân gì mà bạn sửa lại cho đúng vô đó thì may ra nhà mới đứng vững được. Thì giải thích cái vụ năm nền tảng hôn nhân sai này là gì thì nó hơi dài dòng và nó cần được phân tích đúng trên từng cái trường hợp hôn nhân theo cái đặc điểm riêng của mỗi cặp vợ chồng. Nên trong cái phạm vi ngắn của podcast thì tôi sẽ không nêu ra ha. Tôi chỉ cố gắng minh họa thử cho các bạn hiểu cho cái trên cái ví dụ về cái chuyện chồng đi nhậu này đi ha. Chẳng hạn như là giải pháp cho cái chuyện tâm tư của 11 bà đó, tôi chọn ra vài bà đó tôi minh họa thử cho các bạn nghe ha. Rồi nếu như là bà vợ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đi, thì cái nguồn cơn bực dội, bực bội của bà vợ ở đây nó là vấn đề bất an trong chuyện chồng không lo làm ăn, chồng bê tha rượu chè vô chuyện vô bổ, hay là tiền bạc thiếu hụt, hay là ông keo kiệt chuyện tiền bạc cái vợ đi. Thì chỉ cần ông chồng dẫu là vẫn đang đi nhậu một tuần ba bữa đó, nhưng đi nhậu xong về quăng cục tiền chục triệu trăm triệu nè, quăng vô mặt vợ bảo bữa nay anh đi nhậu với anh ba, anh mới ký được hợp đồng về nè, tuần sau anh có hẹn với anh hai, chắc là cũng đưa vô được một cái độ giống vậy đó, rồi anh hai hứa là sẽ cho anh thăng chức đồ nhỏ kia ha. Thì bà vợ bà có càm ràm với cái giọng điệu đó, bà có cấm cản chuyện ổng đi nhậu nữa không? Có thể không, và thậm chí là còn vui mừng suối là sao anh không hẹn anh tư anh năm luôn đi, rồi hay là để em hẹn anh sáu qua nhậu với anh nữa nha. Rồi thí dụ như là chuyện bà thứ sáu đi, bà ấm ức về cái chuyện tại sao tôi phải chăm con làm việc nhà còn ông đi nhậu. Thì cái vấn đề ở đây là giải quyết cái tính công bằng trong việc phân công trách nhiệm nghĩa vụ của gia đình. Thành thử nếu ông chồng đó ông muốn đi nhậu chứ gì đúng không, nhưng ông về làm hết việc nhà việc cửa bà đã giao đi, chiều đón con về đã cho con ăn con tắm rửa xong hết rồi ông mới giao lại cho vợ để đi nhậu. Như kiểu mà tắm muốn đi hội á, thì tắm phải nhặt xong hết đậu hết gạo rồi thì tắm đi hội chứ làm sao đúng không. Thì bà vợ ở lúc đó có hung ác như kiểu gì ghẻ cũng có cớ gì để càm ràm không? Hay là gia đình khá giả, ổng đi làm trăm triệu nợ, trăm triệu kia tiền tỷ đó, ổng thuê người mấy người giúp việc cho vợ luôn rồi, ổng đi nhậu thì vợ ổng đi spa làm đẹp. Vậy thì bà có cơ hội gì để bà trách chồng không? Đó.
Rõ ràng hai cái trường hợp trên á, là tôi nói Minh Họa thử vậy là tiền nó có thể giúp giải quyết được vấn đề đúng không? Nhưng bà vợ thứ 11 là bà vợ đang buồn rầu bực bội cấm chồng đi nhậu với cái lý do nhạy cảm là bà không thấy vui chút nào khi mà ổng bỏ bê bà qua lâu quá. Vợ chồng lâu rồi không có thời gian vui vẻ riêng với nhau gì hết. Thì phải nhìn nhận đúng nguyên nhân đó mà sửa. Bữa nào không đi nhậu là phải đội vợ lên đầu, rủ vợ đi xem phim, ăn chơi, nhảy múa vui vẻ. Sàn kim đan thì giật dài trận với nhau vui vẻ hào hứng đi, thuế má nộp đầy đủ vô thì lúc nào đi nhậu bả sẽ vui vẻ cho đi thôi. Chứ không hiểu đúng vấn đề này của bả ha, mà đi nhậu xong về quăng tiền vô giống như ông chồng số 1, số 2, số 3 kia đó, thì vấn đề đâu có được giải quyết đâu, mà bả chỉ làm bà vợ thêm ấm ức thôi, rồi bả lại tủi thân, rồi bả lại ôm tiền đó bả đi bao cái thằng trai trẻ khác không chừng, đúng không? Thì đây nãy Minh Họa thử vài cái trường hợp vậy đây ha, thì các trường hợp bà vợ khác cũng vậy, nguyên nhân vấn đề là gì thì cần được giải tỏa và cần được đáp ứng đúng thì khủng hoảng mới được dẹp êm. Tương tự tôi cho một ví dụ khác về chuyện vấn đề các bạn cãi nhau, không phải là chuyện các bạn muốn cãi nhau ha. Đây là chuyện của một bạn nữ đến tư vấn ở Hồi Sinh Hạnh Phúc. Bạn cho rằng là chồng ghen tuông, chồng cấm cản bạn đi công tác, chồng không ủng hộ bạn phát triển công việc, chồng đòi ly hôn nếu như là bạn vẫn cứ cái công việc như vậy. Bạn không muốn ly hôn nên bạn hỏi tôi là nếu vậy em muốn giữ hôn nhân này thì em phải nghỉ làm theo ý anh đó hả chị? Tôi bảo không phải. Chuyện nghỉ làm của em nó không giải quyết được vấn đề và nó không giúp em hàn gắn được hôn nhân. Và ngay cả là việc nghỉ làm có giúp em lấy được cái gật đầu hàn gắn của chồng lần này đi nữa thì nó cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho em về đường dài ở cái hôn nhân này. Vì cái chuyện anh ta bực bội gây gổ với em về việc em đi công tác thì ẩn đằng sau đó có nhiều nguyên nhân lắm. Em phải đưa tất cả mọi vấn đề của hôn nhân của em vào việc xem xét cắt lớp tìm nguyên nhân đúng ra và giải mã theo đúng cái mà chồng em đang muốn ở em thì em mới biết em nên làm gì cho đúng để đem lại hạnh phúc cho cả hai. Anh ta ghen vì em giao tiếp với bạn bè khác phái không phù hợp, hay anh ta khó chịu về sự thiếu chăm sóc cơm nước của vợ ở nhà, hay anh ta buồn bởi vì em cứ ham mê phấn đấu mà em không lo chuyện sinh con, hay anh ta ấm ức về cái sự thành công của vợ, hay là cái điều gì đó nó ẩn đằng sau đó nữa. Phải giải mã đúng ra năm cái nền tảng hôn nhân bất ổn có đang bị vi phạm không, cái nhu cầu cơ bản của con người có bị thiếu hụt chỗ nào không, cái nhu cầu cảm xúc tinh thần của người kia có bị xâm phạm chỗ nào mà mình không biết không, hay là cả hai có đang vấp phải lỗi giao tiếp khi truyền đạt mong muốn cho nhau không, vân vân. Phải đưa tất cả mọi dữ liệu về hôn nhân vào xem xét theo từng bước phân tích chẩn đoán của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc thì mới xác định đúng được. Chữa là phải chữa tận gốc là như vậy. 28 bước đi của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc là để giúp các bạn học viên đưa hôn nhân của mình vào xem xét cắt lớp, đánh giá lại hết cái bộ mẫu tương tác của cả hai vợ chồng trong cái thời gian hôn nhân là như thế nào, theo từng tầng sâu vấn đề, rồi để từ đó mới nhận được các chỉ dẫn đúng, sửa chữa đúng nhất. Thì đó là theo cái tinh thần sửa chữa của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc, nó là như vậy đó. Thì tôi đã có một podcast dài với những cái minh họa chi tiết về một vài trường hợp khủng hoảng hôn nhân cụ thể cho các bạn tham khảo, là để các bạn hiểu rằng một khi hôn nhân của các bạn có vấn đề mà các bạn thấy mình không giải quyết được thì các bạn cũng đừng có vội nản lòng. Đó chẳng qua là các bạn đã không biết cách đúng để giải quyết vấn đề mà thôi. Các bạn không giải quyết được chuyện khủng hoảng hôn nhân của mình là vì các bạn vẫn đang cứ tập trung vô cãi nhau, vô cái chuyện mà vốn không phải là nguồn cơn để cãi nhau. Hay các bạn cứ đi sửa trên bề mặt của hiện tượng mà các bạn không hiểu cái nguồn gốc của vấn đề là gì. Vậy nên sai thì cứ tiếp tục sai, rồi nản thì lại tiếp tục nản thôi ha. Vậy nên sửa cái hiện tượng khủng hoảng hôn nhân không, thật ra thì sửa cái hiện tượng khủng hoảng hôn nhân nó không khó đâu. Nhất là nếu bạn nhận diện ra các bất ổn trong hôn nhân của mình từ sớm thì khả năng sửa chữa của bạn càng cao và việc sửa chữa nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Đừng có loay hoay tranh cãi gây gỗ chán chê làm gì cho nó mệt mỏi nhau ra, rồi cũng đừng nhịn và nhường một cách mù quáng khi mình chưa hiểu nguồn cơn vấn đề là gì và đến từ đâu. Như em gái mà tôi nói ở trên á, việc em nói mình sẽ nghỉ làm để vừa làm chồng, nó là cái cách làm sai mất rồi. Em nên tự cắt đi đôi chân của mình thì làm sao em có thể hạnh phúc được chứ. Nếu vậy thì cái việc giữ hôn nhân lại á, để làm gì khi mà các nhu cầu giao tiếp xã hội được đóng góp, được phát triển, phải hy sinh một cách vô lý như vậy ha. Nếu bạn đang có những cái cảm nhận nào không vừa ý trong hôn nhân của mình, dù ở dạng nặng hay nhẹ, thì
thì các bạn cũng nên tham khảo các bài podcast Tại sao khi khủng hoảng hôn nhân lại cần đến liệu trình hồi sinh hạnh phúc mà tôi có đăng ở danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ở kênh Lina, để bạn hiểu rằng cái việc tìm ra nguồn cơn các vấn đề mà mình đang gặp phải và sửa nó không phải là quá khó khăn nếu như bạn có được cái sự hướng dẫn dìu dắt và đồng hành trong một cái chương trình coaching riêng biệt dành cho chính bạn như ở là liệu trình hồi sinh hạnh phúc chúng tôi cung cấp cho các học viên ha. Thì ở báo cáo trước tôi cũng có nói á, mọi cặp vợ chồng hạnh phúc hòa hợp đều có những cái lĩnh vực bất đồng hết. Không có hai người nào hoàn toàn tương thích với nhau đâu. Phải học cách hiểu nhau, học cách vận hành hôn nhân đúng thì bạn sẽ tránh được các lý do phổ biến là những khác biệt không hề hòa giải mà rất nhiều đơn ly hôn hiện nay đang có. Thì để đi từ một hôn nhân bất ổn để đến một cái hôn nhân hạnh phúc thì nó không đòi hỏi quá nhiều đâu. Bạn hãy cứ tham khảo thử thông tin về liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi để biết rằng là bản thân bạn xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn cái hiện trạng mà bạn đang có hiện giờ. Nếu bạn còn có những băn khoăn cần phải giải đáp kỹ hơn về trường hợp hôn nhân của mình thì hãy nhớ quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí mà tôi vẫn dành cho các độc giả của mình. Thì đường link đăng ký tư vấn có ngay tại website hồisinhhạnhphuc.com. Thì link của website này tôi cũng có để tại phần mô tả của podcast ha. Thì podcast này đến đây đã dài, xin phép được khép chủ đề này lại tại đây. Thì tôi là Lina, hẹn gặp lại các bạn tại các podcast tiếp theo. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nhé.